nào con. Nhưng mà tình anh em không đứng dậy, cho dù không huyên thông cùng nhau hay dòng máu chảy khác nhịp đời, gặp được nhau là vẫn duy nên anh em chúng ta cả đời quý giá. Cho dù đang đứng trên đỉnh cao hay lỡ bước khó khăn thế nào, nhưng đã gọi bằng một tiếng anh và em với nhau chứ sao như một. Được nhau là vẫn duy nên anh em chúng ta cả đời quý giá. Cho dù đang đứng trên đỉnh phần duyên nên anh em chúng ta cả đời quý giá. Cho dù đang đứng trên đỉnh cao hay lỡ bước khó khăn thế nào, nhưng đã không ngờ cực thế này. Đó là con người nó ngày xưa thì đến giờ nó mình bây giờ mình biết cái mặt của nó thì thấy em ngày xưa nó mới xuống ấy. Biết chuyện này may là mình biết đấy. Mình biết như này là may ấy. May mà biết sớm này không được ăn để lâu thì không biết hậu quả như nào luôn. Còn hãm hại thì dạ nha, nếu mà để lâu mà mình không biết nha, mà trong thời gian này Thư còn đang mang bầu nữa nha, không biết nó làm cái bị ổi cái gì cơ. Còn hãm hại nữa ấy. Hai tài thứ này cũng nạn thôi. Nó âm mưu với nhau mà từ trước tới giờ mà anh em mình ngu không biết gì cơ. Đó là nó cũng giả ngu giả ngơ lốt luôn. Bây giờ nó mang cái áo lốt luôn thì nào đó. Để được lốt luôn thì nào. Vứt hết. Nhưng mà tình anh em không đứng dậy. Gặp được nhau là vẫn duy nên anh em chúng ta cả đời quý giá. Cho dù đang đứng trên đỉnh cao hay lỡ bước khó khăn thế nào, nhưng đã gọi bằng một tiếng anh và em với nhau chứ sao như một. Được nhau là vẫn duy nên anh em chúng ta cả đời quý giá. Cho dù đang đứng trên đỉnh phần duyên nên anh em chúng ta cả đời quý giá. Cho dù đang đứng trên đỉnh cao hay lỡ bước khó khăn thế nào, nhưng đã mang ra vứt xong vứt anh ạ. Còn bây giờ mình cũng thôi, biết nó thế thì không đuổi nó đi là thế là xong rồi. Đừng phải đốt nó đi hết. Mình không đả được với hai đứa đó đó. Nó muốn làm gì nó làm. Vứt thì em ạ thôi chứ không phải đốt, nó vứt ra thỏa rác. Khét lắm. Mấy tí em vứt ra thỏa rác. Vứt tí mà nó cháy rồi thì để đây. Anh vẫn hết nào.
con nhận là nó giải nó là không phải con người rồi ông ơi. Từ giờ đấy rút kinh nghiệm làm là như ngơ ngơ đi để nó nhiều vào cũng là tránh hơn một lần nữa mình này thôi là được đâu. Đúng là nguy hiểm. Nay mà bớt nó thì bả nó chậm. Để vừa lấy mạnh cho nó biết như thế nào luôn. Cái này mình đánh nó còn đống đấy là nó đâu đấy, phải đùa đâu. Có đồ gì nó anh nó còn nhiều đồ lắm mà. Hay là mũi bao này. Thế rồi nó ở miền Bắc cũng nhiều em. Nó xác định là ở đây cũng ở tạm bỡ thôi chứ sao cũng ở chính ngoài mình như anh mình đây được. Phải bỡ thôi, cũng nhiều đâu. Rồi đấy anh cũng càng kiên thì nó sẽ chọn gạch đầu rồi. Thằng đấy anh gạch cho anh tầm này. Bây giờ mình phải tiền đã, xuống sâu. Em hiểu, 10 triệu của Thư nhỉ. Đây là mua không anh? Đấy, cũng không có đó gì đã. Bây giờ mình phải lấy tiền của nó đã, cái số tiền đấy nó phải ít đâu, bao nhiêu phút của đấy anh làm ấy. Nếu mà anh làm ngoài thì phải 2 tháng rừng của anh á. Làm số tiền đâu phải dê đâu. Rồi bây giờ mình phải lấy được lại hết số tiền của nó, xong rồi mình mới tính tiếp được. Còn riêng lại đó mình gặp ngoài đường là phang gãy chân luôn. Đấy anh phải phang què chân luôn. Thằng này mưu mô kinh nhật đấy. Em cũng giống ngờ mấy mấy anh sống với nó giống ngờ nó là con người thế. Nếu mà nó biết trước nó như thế thì làm sao mà mình ấy được. Mình đã không để cho mọi chuyện xảy ra thế rồi. Bây giờ mình cứ đo em mình này. Bây giờ Tết này mình có khăn lăng cái khăn. Bây giờ mình biết bộ mặt nó càng sớm này thì nó càng gọi là ok. Để nó lâu ấy thì mình biết cái hiểu họa mà nó mang lại. Đấy mình mặc để nó lâu nha. Có thể nó hại từ chán mình không biết đấy, bao nhiêu lần nó lại cái thư đấy mà mình không ngờ này nó là tiếp tay cho con là đầy đấy, nó hay của chồng nó mà, nó còn nó là của chồng luôn mà. Mình tính ra thì trước đây không phải là con kia yêu kiên đâu, nhưng mà nó là mục đích của nó, thủ đoạn của nó chứ. Hóa ra ngày đến toàn giả vờ tốt xong là nó lợi dụng anh em mình, em không ngờ nó là người đấy bà hay mặt thế. Không phải nói gì đó, rồi anh mấy em, lấy con mình đi việc đi. Rồi xem mưa à? Thôi, hết rồi. Mình vẫn nằm bước rồi, khét lắm. Khét lắm. Bước rồi. Bước này mẹ mỉ bằng đập luôn. Ủa là con này cũng sâu luôn. Áo kia em cứ đốt rồi thì thôi. Ôi này kiếm sôi. Không, tống tống này đốt luôn. Tống này có gì mà mày đốt. Tao đốt luôn đi. Ê mà mày đốt đi. Đốt luôn đi. Ôi này đi. Thôi. Phải hòa mà náo em. Rồi đừng đi em cường đây.